Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, xin Đại Đức Giảng Sư cho con và đại chúng được rõ ý nghĩa lá cờ Phật giáo và cờ Phật giáo có từ khi nào. Nam Mô A Di Đà Phật. Lá cờ Phật giáo thì được hình thành vào năm 1951 nhân Đại hội Phật giáo Thế giới được tổ chức tại Colombo, Tích Lan, và người đã có công phát thảo ra chiếc cờ này đó là một vị đại tá quân đội về hưu, đóng góp rất lớn trong vấn đề phục hưng và truyền bá đạo Phật Nam Tông ở tại Tích Lan cũng như là tại Ấn Độ, đại tá Scott. Trước nhất là cờ Phật giáo được hiểu là năm vầng hào quang, mà ý nghĩa biểu tượng của nó đó chỉ do các cấp độ tuệ giác. Ánh sáng trong Phật giáo được hiểu là trí tuệ. Dĩ nhiên trí tuệ nó cũng có nhiều cấp độ khác nhau, tùy theo mức độ hành trì, sự chuyển hóa trong chứng đắc mà ánh sáng và cái cường độ của nó đó nó có phần khác nhau. Nếu ta dùng cái thước đo của phần nhận thức từ phàm phu cho đến thánh nhân á, thì chúng ta có thứ nhất á là dục, thứ hai là tình, thứ ba là tưởng, thứ tư á là tri thức, và thứ năm là tuệ giác. Thì tuệ giác được xem là đỉnh cao nhất của cái cung thang bậc về nhận thức của con người nói chung. Chúng sinh sanh ở trong loài bàn sinh, tức là các loài động vật và con người, được hiểu là sống nặng về dục, cho nên sự phát triển về tri thức, đạo đức và đời sống tâm linh hầu như không có. Trong con người thì cũng có người nặng về dục, nhưng phần lớn thì phát triển, cho nên có người rơi vào việc đắm đuối về tình, rồi tưởng, rồi vận tri, sau đó mới phát triển do tu tập mà có được trí tuệ. Năm lớp này nó có năm tông màu khác nhau, và trường sinh học của một con người nó được tỏa ra bên ngoài đó, tùy thuận theo các lớp tông, hoặc là tình, hoặc là dục, hoặc là tưởng, hoặc là tri, hoặc là tuệ. Năm phần hào quang mà Đức Phật mô tả đó, thì nó bắt đầu bằng tuệ giác của A-la-hán, rồi tuệ giác Bồ-tát, tuệ giác Phật. Ba cấp độ tuệ giác này có khả năng giúp cho con người vượt khỏi tất cả mọi sự chấp trước, bao gồm chấp ngã, ngã sở hữu, chấp pháp, quá khứ, hiện tại và vị lai, dưới hình thức là các ảnh tượng hay là sự vật hiện tượng mà con người có mặt tiếp xúc ở trong đời. Phần tưởng tri là một trong những dữ liệu rất quan trọng mà người tại gia sử dụng để khám phá, phát minh, phát kiến, đóng góp, hoặc là có những ý tưởng sáng tạo. Nó có thể được vận dụng ở trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học, rồi các loại hình nghệ thuật, kiến trúc, vân vân. Và do đó cái khả năng đúng và sai của nó là thuộc vào rất nhiều các điều kiện, bao gồm là điều kiện xung quanh, điều kiện sức khỏe, điều kiện tri thức, điều kiện văn hóa và điều kiện cộng nghiệp biệt nghiệp của từng người quan sát. Cho nên tưởng tri đó là một trong đối tượng được Đức Phật khích lệ để tu. Vượt lên trên nhận thức tưởng tri thì hành giả Phật giáo sẽ đạt được cái phần liễu tri. Ta nhìn sự vật hiện tượng đúng với bản chất chúng đang là, thấy rất rõ, không bị ảo giác, không mộng tưởng,
không suy luận sai lầm, không quy nạp thiếu phương pháp, không tổng hợp sai phương cách, và do vậy phán đoán và thế giới hiện thực luôn luôn ăn khớp với nhau. Hành giả mà tu đạt được trình độ liễu tri được xem là đang bắt đầu có được chánh tri kiến, và phát triển ở mức độ cao đó thì có được tuệ tri, nghĩa là nhìn sự vật và cái ứng xử trên sự vật thông qua các giác quan, bao gồm các loại hình nhận thức lúc nào cũng phù hợp với duyên khởi, nhân quả, vô thường, vô ngã và hướng đến nước bàn. Thì loại nhận thức như thế được gọi là tuệ tri. Liễu tri và tuệ tri được phân ra thành 5 lớp để phân định mức độ tâm linh mà một hành giả có thể chứng đắc. Như vậy 5 ra màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam là tượng trưng cho 5 cấp độ nhận thức. Từ phàm, rồi dưới phàm là chúng sinh thuộc các loài động vật, rồi đến A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Và do vậy khi mà sử dụng 5 màu khác nhau để tượng trưng cho 5 lớp nhận thức đó, và đỉnh cao nhất đó là tuệ giác đó, thì ta thấy là tất cả 5 có trong một, tức là mỗi chúng sinh đều có thể có gồm đủ 5 loại nhận thức này. Và đỉnh cao nhất đó, mà Đức Phật khuyên tất cả chúng ta hướng đến vẫn là tuệ giác đó. Cho nên 5 trong một, một thể hiện ra 5, lệ thuộc rất nhiều vào biệt nghiệp hay là cộng nghiệp của mỗi chúng sinh. Từ ý nghĩa 5 cấp độ nhận thức có mặt ở trong mỗi loại hình chúng sinh, lá cờ Phật giáo còn biểu tượng cho sự hòa hợp của các trường phái sắc thái Phật giáo khác nhau, và cũng đều là thể nghiệm đang đi trên, đang hướng về, đang chứng đắc được giá trị giải thoát của Niết Bàn để loại trừ tất cả mọi nỗi khổ và niềm đau. Cho nên tu học theo Phật giáo thì dầu ta đi theo pháp môn nào, ta cũng phải biết cái bản chất của giáo pháp Phật là thuần một vị mặn thôi. Còn nước đó nó là nước sông, sông gì, ao gì, hồ gì, rạch gì, thậm chí là những cái mương, nó không còn là quan trọng nữa, mà phải được xóa khi mà cái nguồn nước chính đã giao tiếp với biển cả. Khi thấy các trường phái Phật giáo mà chỉ thể hiện ở mức độ giải thoát và an lạc hạnh phúc đó, thì ta thấy là các phương tiện trải nghiệm và tu tập có khác nhau, nhưng cứu kính đạt được cũng là một. Thì mỗi hành giả thực tập theo pháp môn của mình sẽ không có cảm giác rằng pháp môn mình là số 1 và các môn khác là thứ yếu, bởi vì bỏ đi một ra màu nào trong 5 ra màu thì không còn là lá cờ Phật giáo nữa. Cũng như các sắc thái của các giáo pháp Phật đó, nó cũng như thế. Điều thứ 3, vì đây là đại hội Phật giáo toàn cầu lần đầu tiên, bao gồm các giáo phái và nhiều màu da sắc áo đến từ 5 châu, cho nên 5 sắc màu cờ của Phật giáo cũng tượng trưng cho 5 châu của Đạo Phật. Với một quyết tâm cao độ là các nhà hoằng pháp, các nhà hành giả, các nhà tâm linh của Phật giáo nói chung cần phải chung tay góp sức làm sao cho Phật giáo có mặt ở các châu lục. Bởi vì làm được việc đó thì ánh sáng châu Á đó sẽ trở thành là ánh sáng toàn cầu, và ánh đó tạm gọi là ánh đầu vàng, và khả năng trị liệu khổ đau của nó cũng rất là lớn. Cho nên từ năm 1951, khi lá cờ Phật giáo được sử dụng là lá cờ chung của toàn các giáo pháp Phật giáo, thì ở các nơi đó đã bắt đầu sử dụng lá cờ này. Hòa thượng Thích Tố Liên, lúc đó là hội chủ Phật giáo Việt Nam, là thành viên sáng lập và được công cử làm phó chủ tịch của Tổng hội Phật giáo Thế giới, đại diện cho tiếng nói của các hệ phái Phật giáo Việt Nam, đồng ký và chuẩn thuận cho việc treo lá cờ 5 sắc màu đó. Hiện nay đó thì Tây Tạng là nước duy nhất
không sử dụng lá cờ này, vì các tông màu của Phật giáo Tây Tạng đa dạng và nó khác với truyền thống của Phật giáo chung. Mặc dầu không sử dụng, nhưng các ý nghĩa về màu sắc cờ tượng trưng cho các lớp trí tuệ của con người đó vẫn được Phật giáo Tây Tạng duy trì. Cho nên dầu khác nhau nhưng mà ý nghĩa biểu tượng đó nó cũng có phần thống nhất. Tại Thái Lan đó và một số nước Nam Tông khác đó thì lá cờ Phật giáo cũng không có chỗ đứng vững lắm, vì họ có cách thức hành trì riêng. Nó là cờ Phật giáo thế giới, thực ra nó khoảng chừng 70-80% các nước của Phật giáo sử dụng nó thôi. Dù sao thì nó cũng là một bộ biểu tượng rất đẹp, rất ấn tượng và rất hay. Năm 1963, phong trào đấu tranh Bắc Bạc Động chống lại chính thể Ngô Đình Diệm nó có gắn liền một phần của lá cờ không được phép treo ở trong ngày đại lễ Phật Đản của năm đó. Chính thể Ngô Đình Diệm đã báo cáo láo với Vatican rằng là ở Việt Nam đó trên 85% là những người theo Thiên Chúa giáo, cho nên mới đề cử giám mục Ngô Đình Thục, anh của Ngô Đình Diệm, làm hồng y. Bởi vì theo quy chuẩn của Vatican đó, một quốc gia mà muốn có được hồng y, tức là đại diện cao nhất của Thiên Chúa giáo tại nước đó đó, thì phải có số lượng dân số tối thiểu. Vì muốn chứng minh sai điều đó là đúng, cho nên chính thể của Đình Diệm phải buộc hạ hết tất cả các lá cờ Phật giáo treo. Bởi vì nếu để cho cờ Phật giáo treo thì ta sẽ thấy rằng là nước này là nước Phật giáo. Thì cái việc mà dựng Ngô Đình Thục lên làm hồng y đó sẽ bị thất bại. Do vì cái tham vọng đó và do vì đặt cước ở trên nền tảng của sự sai sự thật, mà chính thể Ngô Đình Diệm nó đi từ cái sai lầm này đến sai lầm khác, và dẫn đến cái bạo động tôn giáo rất lớn là muốn triệt tiêu đạo Phật ra khỏi bản đồ hành chính của Việt Nam. Lúc đó là các cuộc đấu tranh Bắc Bạo Động đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chủ sướng, làm cho chính thể Ngô Đình Diệm phải thức tỉnh. Và người đóng công lao rất lớn cho vấn đề này đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức, với sự thiêu thân của Ngài như là ánh sáng soi đường trên nền tảng của lòng từ bi cho cả thế giới thức tỉnh. Sau năm 75 thì chúng ta thấy cho đến những năm gần đây đó thì lá cờ Phật giáo vẫn chưa được nhà nước chấp nhận công khai là cờ tượng trưng cho Phật giáo toàn cầu. Đã có một giai đoạn khi ông Lê Quang Vịnh làm trưởng ban tôn giáo chính phủ đó, thì việc mà cấm lá cờ Phật giáo trong các đại hội Phật giáo toàn quốc đó, là hết sức gắt gao. Tại đại hội Phật giáo kỳ 3, chúng tôi là người phụ trách về triển lãm và cũng nằm ở trong bộ phận của trang trí đại hội, thì cờ Phật giáo đã được trang hoàng rất đẹp và to. Khi được đưa lên thì có lệnh được hạ xuống. Thì trong hội trường chính thì không có cờ, nhưng lại có cờ nhà nước thôi. Thì đó nó dẫn đến nhiều cái lý giải nó không tốt cho nhà nước lẫn Phật giáo ở trong nước. Đến năm 2002 đó, khi đại hội Phật giáo diễn ra tại thủ đô Hà Nội, thì chúng tôi đã trực tiếp đến phỏng vấn ông Lê Văn Quỳnh về cái nguyên nhân tại sao mà lá cờ Phật giáo không cho phép được sử dụng trong các đại hội Phật giáo. Thì ông mới trả lời một cách sai lầm rằng lá cờ này đó là do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chủ sướng, vì đất nước Việt Nam không chấp nhận Giáo hội thống nhất cho nên lá cờ Phật giáo cũng không được thừa nhận. Chứ tôi mới nhắc ông lại rằng là cái sự kiện lá cờ Phật giáo được thành lập vào năm 1951 là một sự kiện quốc tế ai cũng biết, và việc hiểu sai cái niên đại và đơn vị chủ sướng đó, dẫn đến tình trạng nghiêm cấm nó đó, thì nó bất lệ cho cả Phật giáo lẫn chính phủ về phương diện quản trị tôn giáo. Thì ông không trả lời được. Lúc đó thì Báo Giác Ngộ đã đưa nguyên nhân cái phần phỏng vấn về lá cờ này. Lúc đó chúng tôi ký tên là Thích Chân Từ. Điều đó cho thấy là khi mà những nhà lãnh đạo
tôn giáo mà hiểu sai về nguồn gốc của lá cờ đó thì dẫn đến những tình trạng là cấm cho treo. Đến năm 2008, khi Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc được Ủy ban Tổ chức Quốc tế Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam đồng tình tổ chức tại thủ đô Hà Nội, thì với tư cách là tổng thư ký của Ủy ban Tổ chức Quốc tế, chúng tôi đã vận động rất mạnh để cho cờ Phật giáo được chính thức treo. Và đó là lần đầu tiên ta thấy là lá cờ này được công khai treo ở tại hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi mà tổ chức APEC cấp chính phủ ở mức độ cao nhất. Và lá cờ Phật giáo đó cũng có cơ hội tung bay khắp các ngã đường ở tại thủ đô. Và đây là một cái dấu hiệu rất đáng mừng. Các tỉnh thành Phật giáo miền Bắc đó cũng nhân cơ hội đó mà treo các lá cờ Phật giáo. Và từ năm ngoái đến năm nay đó, thì các đại hội Phật giáo ở các cấp tỉnh thành, đại hội thường niên đó, hoặc là ở cấp quận huyện đó, đã bắt đầu được cơ hội treo một cách rộng rãi hơn. Mặc dù trước đây đó nó đã từng được treo, tùy theo cái mối quan hệ giữa ban trị sự của tỉnh thành với lãnh đạo chính quyền ở địa phương. Còn năm 2008 là chính thức. Mà sự kiện chính thức đó được đó là bởi vì hội đồng trị sự với dân bản của Hòa Thượng Tổng Thư Ký ký khích lệ cho các từ viện và các ban trị sự treo lá cờ này một cách rộng rãi. Và ban tổ chức chính phủ lúc đó là không có bất cứ một cái phản đối nào, và từ đó nó trở thành một cái đà rất là tốt. Sự ra đời của nó vào năm 1951 mà cho đến năm 2008 mới chính thức cho được treo thì quá muộn màng, thì vẫn còn hơn không. Ý nghĩa về xã hội, đạo đức, tâm linh của lá cờ rất lớn, mà nếu không treo nó đó thì nó sẽ giảm mất đi rất nhiều các giá trị biểu tượng. Cho nên chúng tôi luôn luôn giữ quan điểm là trong các cái hội nghị Phật giáo đó, hay trong các chùa đó, ta không nên treo cờ nhà nước dù là chính thể nào, bởi vì hiến pháp không quy định như thế thì ta không treo. Chỉ có những ngày quốc khánh, ngày độc lập, những ngày nào quan trọng hiến pháp quy định các chùa treo cờ thì ta hãy treo. Còn bình thường những ngày còn lại ta không nên treo, mà nếu có treo là treo lá cờ Phật giáo thôi. Chứ tôi đã từng có quan điểm này tại Hoa Kỳ khi thuyết giảng ở các ngôi chùa thuộc các giáo hội khác nhau, gần 10 giáo hội. Và chúng tôi đã từng gặp sóng gió khi có quan điểm tương tự. Và ở nước ngoài đó thì ta biết là cộng đồng người Việt Nam đó, đặc biệt là những người có cái gút mắt với chính thể hiện hành đó, thì thích treo lá cờ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa và bang California, cũng như một số bang khác của Hoa Kỳ đó, chấp nhận lá cờ đó hơn là lá cờ đỏ sao vàng. Đó là vấn đề chính trị, chúng ta không can thiệp vào. Chúng tôi có đề nghị là các ngôi chùa đó nên gọi là treo lá cờ Phật giáo thôi, chứ đừng nên treo bất cứ lá cờ nào. Ở trong nước không nên treo cờ đỏ sao vàng, nhưng mà ở hải ngoại các ngôi chùa không nên treo cờ vàng ba sọc đỏ, bởi vì làm như thế là ta đang tuyên dương một chính thể mà chức năng đó nó không thuộc về các nhà tâm linh. Chúng tôi cũng đề nghị là tại các ngôi chùa hải ngoại đó là không nên ca cái bài quốc ca trước năm 75, là bởi vì nội dung của nó đó toàn chiến tranh, giết chóc, máu và sự mừng khải hoàn. Cho đó là cái công việc của chính thể chứ không phải là công việc của tâm linh. Mà ca cái bài đó trên chính điện Phật á, thì nó lại càng không hợp với tinh thần từ bi mà Đức Phật đã dạy. Vì Đức Phật dạy xóa bỏ hận thù. Việc không ca những bài đó trên chánh điện không có nghĩa là ta chống lại một chính thể hay là ủng hộ một chính thể khác, mà là để chuyên môn hóa cái sở trường tâm linh mà các tăng sĩ Phật giáo đã đi, được luật Bồ Tát quy định là không nên can thiệp vào dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Khi chúng tôi có những cái lời đề nghị như thế đó thì ở hải ngoại họ quy kết rằng là chúng tôi là những người tuyên truyền cho lá cờ trong nước, tức là đứng về phía một chính thể nào đó. Mà ở đây mình chỉ nói một cái tiếng nói trung lập thôi, tức là Phật giáo mình đi con đường trung lập khỏi các chính thể. Và do vậy đó thì ý nghĩa xã hội, tâm linh và lịch sử của nó sẽ trường tồn hơn là nó bị giới hạn ở trong một giai đoạn lịch sử nào.
ở hải ngoại mà phát biểu như thế là liều mạng. Bởi vì người ta thích là tất cả đều treo lá cờ đỏ mang sọc vàng, sợi vàng mang sọc đỏ. Và chùa nào không treo đó được quy kết là đang làm chính trị nói tai với chính thể ở trong nước và gặp rất nhiều các khó khăn. Nhưng có một điều rất lạ, và đó là một sự sắp đặt. Những người đi biểu tình chống đối các nhà chùa là những người Thiên Chúa giáo, giả dạng Phật tử, sách động các Phật tử thiếu chiều sâu hoặc là có hận thù với chính thể trong quá khứ cùng làm công việc này. Nhưng nếu ta đến các ngôi nhà thờ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành của người Việt Nam ở hải ngoại, từ Hoa Kỳ đến Úc đến châu Âu, không có ngôi nhà thờ nào treo lá cờ vàng ba sọc đỏ cả. Như vậy là chúng ta biết là cái bẫy này rất lớn. Làm như thế để cho Phật giáo ở hải ngoại và chính thể trong nước đang gặp vấn đề và ngư ông đắc lợi. Trong khi đó thì Thiên Chúa giáo, đặc biệt là Vatican, ngày và đêm nỗ lực bằng mọi cách khác nhau để thiết lập bang giao chính thức với chính quyền Việt Nam. Và nỗ lực đó đang gần kề sự thành công. Thì ở hải ngoại, các đoàn thể Thiên Chúa giáo giấy bụi tung mù thông qua các phương tiện truyền thông mà họ nắm cán cân hết 90 mấy%, để cho các tăng ni mới lập chùa sợ rằng là chùa không có Phật tử đi, buộc phải treo lá cờ như thế và ca cái bài quốc ca ở trong chánh địa Phật, mà nó vốn ngược hoàn toàn với đạo lý từ bi của Phật giáo. Dĩ nhiên khi mà nói tiếng nói như thế này đó thì ta rất khó được sự đồng cảm. Bởi vì trong nhiều năm qua đó, cờ Phật giáo không được treo chính thức ở trong các đạo hội Phật giáo. Ai mạnh dạng thì treo thôi, chứ còn không được khích lệ, và ở một số nơi là bị cấm nữa. Còn quốc ca trong nước hay là quốc ca ở hải ngoại thì vẫn được sử dụng ở trong các đại hội của mình. Theo chúng tôi đó thì chỉ cần ca cái bài Phật giáo Việt Nam là đủ rồi. Còn hôm nào ta tham dự những cái lễ hội do chính phủ tổ chức hay là chính quyền các cấp tổ chức đó, thì họ có bài quốc ca, mình ở đó mình bắt nó chỉ phải ca theo thôi. Còn cái công việc này không phải là chức năng của các nhà hoằng truyền Phật pháp. Dĩ nhiên khi có tiếng nói như thế đó thì cũng dễ dàng bị hiểu lầm và lý giải sai. Cho nên trong bài pháp thoại chúng tôi chia sẻ tại Đại Tùng Lâm vào năm 2006, Bố Thách Đố đối với Phật giáo Việt Nam đó đã từng bị quy kết rất nặng. Và những cái bài quy kết chúng tôi là chống chính thể trong nước, trong khi đó ở hải ngoại thì nói rằng là chúng tôi là cánh tay nối dài của trong nước, đã được phổ biến gần như là hầu hết các ngôi chùa ở tại thành phố Hồ Chí Minh và 55 tỉnh thành thuộc cấp ban trị sự, nói những lời lẽ rất là nặng để gây cái sự cô lập và cái ảnh hưởng tiêu cực đối với cái người đã mạnh dạn nói tiếng nói theo cái cách suy nghĩ riêng của mình. Cho nên biểu tượng của cờ Phật giáo bao giờ cũng là hay, vừa là các lớp hào quang tức là tuệ giác của Đức Phật, vừa tượng trưng cho các sắc màu tông môn pháp phái của Phật giáo toàn cầu, vừa nêu một cái cam kết là hãy hoằng truyền Phật giáo ở năm châu để cho ánh sáng Phật pháp nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Nhưng nếu mà ta không mạnh dạn làm việc đó, hoặc là vượt qua những cái rào cản và những khó khăn á, để cho việc đó được thành tựu đó, thì cái giới hạn của nó sẽ làm cho chúng ta khó có thể phát huy được đạo Phật ở mức độ cao nhất. Bài học lịch sử năm 63 là một điển hình. Giáo hội Phật giáo lúc đó đã thành công trong vấn đề đấu tranh để cho lá cờ được treo vào ngày Phật đản. Và bây giờ đó, từ năm 2008 chúng ta đã chính thức được treo lá cờ này. Đó là một cái nỗi vui mừng rất lớn của Phật giáo Việt Nam trong nước. Cho nên đừng bao giờ bất mãn, bỏ cuộc hoặc là có những cái hành động cực đoan đối với chính thể này hay là chính thể nọ. Vì làm như thế thì Phật giáo khó có thể phát triển được. Mà mỗi một nghịch cảnh ta xem như là một cái bước ngoặt để giúp cho mình có được thêm một kinh nghiệm trong sự hành đạo đối với thuận và nghịch khác nhau, để từ đó ta có được những bài học rất là có ý nghĩa cho sự thành công, nếu không ở hiện tại thì cũng trong tương lai.
nhân sự kiện hỏi về ý nghĩa của lá cờ, chúng tôi cũng nói sơ qua những hình ảnh được sử dụng của nó ở hải ngoại cũng như là trong nước để chúng ta cùng tham khảo thêm. Xin đi câu hỏi khác.